Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Kính thưa quý vị, trong kỳ phát sóng vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị các quan điểm, mục tiêu và bản chất của chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và dự báo triển vọng về chiến lược này. Vậy chiến lược này ảnh hưởng tác động như thế nào đến Việt Nam? Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung sau đây. Về biện pháp, thứ nhất, về trong nước thì thống nhất đánh giá tổng quát về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và các sáng kiến tại khu vực, thống nhất nguyên tắc định hướng tham gia của ta vào các sáng kiến này. Thứ hai là với các đối tác theo dõi sát hoạt động triển khai chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của nhóm bộ tứ và sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Đánh giá đúng và kịp thời âm mưu, ý đồ, chính sách và biện pháp của các bên đối với Việt Nam để xử lý cho phù hợp. Trước mắt tập trung vào những vấn đề sau. Đối với nhóm bộ tứ, tăng cường tìm hiểu quan điểm thực chất của các nước, xác định những lĩnh vực hợp tác thực chất. Ta có thể tranh thủ nhất là về kinh tế thương mại, tăng cường năng lực hợp tác an ninh hàng hải, xây dựng trật tự pháp quyền, chủ động tác động vào quá trình các nước xây dựng nội hàm chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cả ở kênh 1 và kênh 2, phối hợp thúc đẩy các nội hàm kinh tế đề cao vai trò ASEAN, trao đổi thẳng thắn về quan điểm, quan tâm của Việt Nam về nội hàm và việc triển khai các nội hàm của chiến lược trong quan hệ song phương với nhật bản australia ấn độ thể hiện ủng hộ mạnh hơn vai trò của các nước này ở khu vực đáp ứng ở mức độ phù hợp về việc đề cập về chiến lược ấn độ dương thái bình dương trong các văn kiện song phương với từng nước với mỹ nhấn mạnh yếu tố dung nạp mở không loại trừ quốc gia nào đảm bảo vai trò trung tâm asean và kết nối các sáng kiến tại khu vực đề nghị mỹ tham gia cơ chế kinh tế thương mại đa phương xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực với trung quốc ta không chủ động đề cập về chiến lược này trong các cuộc tiếp xúc trao đổi, xong ta nhấn mạnh các nguyên tắc. Thứ nhất là các sáng kiến cần đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực. Thứ hai, mở dung nạp, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN có sự tham gia của các nước trong và ngoài khu vực. Thứ ba, đề cao vai trò của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, sáng kiến vành đai con đường, sự kết nối giữa các sáng kiến, đề nghị Trung Quốc ủng hộ các sáng kiến của ASEAN thứ tư tích cực thúc đẩy hợp tác song phương với trung quốc có bước đi chủ động triển khai kết nối chiến lược cụ thể hóa các dự án trong hai khuôn khổ vành đai con đường và hai hành lang một vành đai xem xét ủng hộ mạnh hơn tham gia tích cực hơn các sáng kiến của trung quốc đối với asean tích cực tham gia xây dựng các nguyên tắc định hướng hợp tác chung của asean đối với các sáng kiến hợp tác ở khu vực ấn độ dương thái bình dương tăng cường vai trò cấu trúc asean dẫn dắt nhất là cấp cao Đông Á. Phối hợp chặt chẽ với Singapore, nước chủ tịch ASEAN năm 2018, Thái Lan, nước chủ tịch năm 2019. Khuyến khích vai trò đi đầu của Indonesia, nhất là trong việc thúc đẩy sáng kiến hợp tác Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Indonesia, tích cực tìm hiểu quan điểm, bước đi của các nước đối với Bộ tứ và Trung Quốc. Theo dõi sát các xu hướng quan điểm tập hợp lực lượng trong ASEAN chuẩn bị cho năm chủ tịch ASEAN năm 2020. Tóm lại, chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương có thể coi là chính sách mới của Mỹ và đối với châu Á là cánh tay nối dài của chính sách nước Mỹ là trên hết với bốn mục tiêu chính, đó là tránh tạo ra cảm giác đối đầu trực diện với Trung Quốc, làm sống lại liên minh chiến lược Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Australia, nhấn mạnh vai trò của Mỹ và Ấn Độ Dương trong khu vực Phát đi thông điệp tự do hàng hải là trụ cột cho an ninh khu vực nhằm kiềm chế và ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh. Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của nhóm bộ tứ nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ, bởi Ấn Độ đang nổi lên thành nước có ảnh hưởng ngày càng quan trọng tại Nam Á và Ấn Độ Dương. Vì vậy, các nước tranh thủ và lôi kéo Ấn Độ tham gia tích cực hơn vào các tập hợp lực lượng ở khu vực nhằm đối trọng và ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc. Thứ ba là vai trò của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới ngày càng được củng cố. Trung Quốc không còn là dấu mình chờ thời mà đang vươn ra mạnh ra khu vực và toàn cầu. Đặc biệt là với việc triển khai sáng kiến vành đai con đường, Trung Quốc đang vượt ra khỏi không gian Thái Bình Dương, lấn sang Ấn Độ Dương và các khu vực khác, làm thay đổi cân bằng quyền lực tại một số khu vực, thách thức trực tiếp lợi ích của Mỹ, các nước đồng minh và đối tác của Mỹ. Thứ tư, trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, nhóm bộ tứ và Mỹ đề cao vai trò hết sức quan trọng của ASEAN Đồng thời tiếp tục lôi kéo ASEAN trong vòng ảnh hưởng của Mỹ, làm yên lòng đồng minh và đối tác, tạo khuôn khổ và công cụ để Mỹ trấn an các nước về sự hiện diện của Mỹ, tạo cơ chế để các nước này cùng tham gia vào hành động chung, chia sẻ gánh nặng với Mỹ, đảm bảo chiều hướng phát triển lâu dài tại khu vực có lợi cho Mỹ. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các cấp tăng cường nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ hiểu biết nhận diện đầy đủ về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của nhóm Bộ tứ. Qua đó, thấy rõ mục tiêu, bản chất, cách thức triển khai thực hiện những tác động ảnh hưởng của chiến lược này đối với khu vực và Việt Nam, nhất là vấn đề mới nhạy cảm. Nắm vững quan điểm, đường lối chủ trương và giải pháp của ta, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan triển khai đúng định hướng Hướng dẫn của trên, thực hiện đúng quy chế phát ngôn trong tuyên truyền, đồng thời triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch, dự án mà Việt Nam tham gia khi có quyết định của trên. Luôn đề cao cảnh giác, tích cực, chủ động, tỉnh táo, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của nước ngoài lợi dụng việc Mỹ triển khai chiến lược ấn độ dương, thái bình dương để thực hiện ý đồ chống phá đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ của Đảng, xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta nêu cao tinh thần cảnh giác cách, cách mạng, có quan điểm thái độ đúng đắn trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch, lợi dụng chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương để chống phá, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị láng giềng giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc. Chuyên mục kỳ này xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.